thử tài ai tinh mắt. Câu 1. Trong hình sau, đố bạn, con mèo nằm ở đâu? Câu 2. Trong 10 giây, bạn hãy tìm con mèo không có đuôi. Câu 3. Trong 10 giây, đố bạn tìm ra hình ảnh con chuột. Câu 4. Trong 10 giây, đố bạn tìm ra con sâu ở trong hình bên dưới. Trong 10 giây, bạn hãy tìm con heo khác biệt. Bạn hãy tìm con voi khác biệt trong 10 giây.